chua mướp, mướp bắt đầu từ từ ra, bữa đợt ra hết ăn giờ ra nữa. Hai Mặn xin chào tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay má Mặn đi chợ mua thịt dìa nướng mọi người, thì bây giờ Mặn sẽ ra ngồi vườn hái rau để vô làm salad ăn với thịt nướng. Mọi người nhìn xem sau lưng Mặn nè, tại vì cái tay của Mặn đang cầm cái thau để đi hái rau đó, cho nên không có chỉ được đó. Coi mướp nó thòng thòng nó ra mấy trái rồi nè, nhìn thấy ngon không? Còn này là thu đủ, hôm nay cứ rai 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 là Mặn ăn suốt nè mọi người. Đó, nó chín, nó có những trái nó đang vàng vàng hườm hườm á. Mướp ở sau lưng Mặn khá là nhiều luôn. Hôm nay cứ đi miết ăn cũng không có bao nhiêu mọi người. Bữa hôm qua má nói nó ra cũng khá là nhiều, nó ra từng đợt nha. Coi từ trên này có trái nào không? Này có đọt, đây đọt này mình luộc ăn nó khá là ngon nè. Đây, ra một trái nhỏ nữa. Chu ở dưới kia mọi người ơi, coi nè. Mọi người thấy không, nó nằm dưới miếng tôn á, cái mái á. Tới 2 3 trái luôn kìa. Chu mọi người xem nè. Cái cây ớt nó ra xanh trái đặc luôn, lá cũng giống như trái. Có những trái chín thì mình mới thấy rõ, chứ còn những trái mà còn sống á, nó cái màu ớt này nó xanh 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 xanh, nó giống như lá luôn mọi người. Hôm nay cứ đi bóp bóp mặn cầu. Ô, có một trái chín rồi nè mọi người. Đây coi kìa, cái cuống của nó ấy luôn nè. Hello con. Có được một trái mãng cầu. Thì Sáu đang đi hái, chuẩn bị hái rau. Ồ, có những trái chín chín rồi nè. Còn bỏ cái thau xuống cái à. Coi thử có trái nào chín chín không hái. Nhưng mà điều cái nó bị rầy nha mọi người. Bị rầy quá rầy. Sao tự nhiên có ăn trái ngon lành cành đào vậy không? Không muốn nói chuyện với anh nữa. Nãy ghét mà mọi người, nãy kêu ông xã Mặn á cầm máy quay giùm để Mặn quay Mặn đi hái tí rau. Ông buồn ngủ, ông kêu ông mệt quá mệt quá, Mặn bực mình Mặn cầm máy Mặn đi, Mặn đi một mình ra ăn Mặn câu nè. Em bóp bóp ai ngờ chín chín một trái. Dạ này nó mới chín, em bóp nãy giờ không có chín. Ra đây, qua đây. Em bóp rồi. Nè coi chỗ đây nó có sống, ngồi xuống ăn nè. Dục cái chín nè. Ê, Đi xây máy lại cho. Hái cái cây rừng nè mọi người. Nói cho Nhớ vô đây. Của bà già, bà trồng nè. Ồ, nhưng mà vẫn cầu có mái trái rầy hả? Đó. Người ta có trái mặn cầu nhỏ xíu không siêu à, bằng cái đít chén à. Mà cũng kêu ra chia sẻ, vậy mà kêu quay cái video giùm một chút. Mà kêu mệt tóc mệt luôn, buồn ngủ. Nói chung ông xã Mặn hôm qua cũng khá là mệt, do ổng đi đi làm từ thiện ấy, giờ đi đường gì má. Em mà câu không? Con hái ở đây nè. Ngọt ngọt quá trời ngọt. Ngọt liệm không? Không nữa. Có một chút xíu cũng cũng cho em vậy mà kêu nhờ một cái là bực mình à. Thôi giờ đi ra hai rau à. Không có chín má. Con bóp nãy giờ bóp nát đời qua chín luôn. Coi mẹ ăn nó mới ngọt. Ngọt không anh ơi? Ồ nhưng mà trái này là trái, trái nào mềm nè. Rồi. Thấy chưa? Wow. Bể ra rứt cái cùi đã ra luôn nè. Chín cây luôn nha mọi chín người. Chín cây luôn á. Hồi nãy em cũng hái một trái. Rồi coi nè. Rứt cái cùi nó ra ha. Ăn thử ngon không? Wow mọi người. Cho em miếng này. Sao không nói trước để đưa vừa mới hái miệng rồi xin tạ. Ngọt quá anh. Này nó thêm một bữa nữa. Nó mới chín tới hả? Thôi mấy mọi người, về bên này có trái cây ăn ngon, ăn xong rồi nhả hột tại chỗ, mai mốt mọc lên ăn tiếp. Dạ ăn quá.
À, cho em mới đem cái đào nè. À. Ngọt ngọt chua chua đã ha. Hai đứa con gái mình chưa biết ăn này không ta? Ừ. Hôm nay mình thấy cái quả đưa mà nó cứ nai nai nai. Về đây cứ để rẻo dài bữa ăn trái, dài bữa ăn trái nó chín từ từ mọi người. Giờ ra hái rau đi. Cái kè bên Đức không có, ăn kè bên này có chín vàng hết rồi nè. Tại vì hôm nay Mặn đi không có ở nhà. Mặn đi 3 ngày liền đi làm từ thiện mọi người, cho nên là không có thời gian để mà hái kè ăn nữa. Đâu còn sót lại ăn trái hay trái đây. Mà nó cũng vàng, nó già rồi. Chù bên trong kia nó chín hết rồi. Trời ơi, vậy mà má Mặn nói chứ đỡ dành cho Mặn. Cuối cùng là Mặn chưa ăn là nó cũng đã chín hết rồi, coi nè. Còn có mấy trái sống sống mà nó cũng vàng hết rồi. Buồn chưa? Bây giờ Mặn sẽ hái rau răm. Má bà đem bà nhổ hết rồi nè. Đỡ nó già hết á. Không ăn kịp á, bà nhổ già, bà nhổ. Cho đỡ mình tưới nước nó cũng uổng nước lắm. Ồ, tươi đẻ đời luôn. Mọi người. Đẻ không? Ồ, thơm cái này. Cái này ăn với chân lộn. Phê luôn. Đủ chưa? Nhiều quá ăn còn mấy cái rau khác nữa. Em hái, em cũng muốn hái miết rồi. Chù coi ngờ gai nè, ngờ tàu nè anh. Mé bà trồng bà bỏ dọc ngờ tàu. Gặp gì hái đó trước đây, có hẹ nè. Sáng mé bà tứ luôn. Trong này chưa cắt nè. Đây nè anh. Cái chỗ này nè, hồi bữa em cắt, bây giờ nó nứt lên nè. Em cắt mới có mấy ngày thôi mà nó nứt bà keo đây. Còn trong đây già rồi nè. Bây giờ mình cắt phía trong đi. Xe cặp phiếu hả? Rồi anh nói cắt gì nè? Rau cặp cá. Rau thơm lên chưa kịp nữa. Rau gì ta? Đây này anh, rau gì đây? Cái đây mới là rau thơm. Con thơm mà loại cũng khác. Loại khác nữa hả? Má trong hay loại chù coi mùng tơi nè. Đừng để cắt, để bữa nào làm một ấy. Bữa nào nấu canh hả? Bên này cũng gấp cá mà nó già hết rồi nè anh. Hái vô không? Hái cho ăn già. Hái vô mình ăn được lấy nè mình ăn chứ đỡ nó cũng héo, nó hư, nó cằn, nó cọi hết à. Uốn chết bây giờ ạ. Đây, tóc tai. Từ lúc hất cái đầu tóc này là nó cứ rè, là nó chích, nó chọt con mắt, chọt cái lỗ mũi em. Ôi dồi. Rồi, hello con. Hello. Được rồi hả anh? Được rồi, đủ. Được không? Đủ không? Đó, thấy không? Đứng lại quay nha. Hả? Đó, mới vừa rang xuống một cái lỗ rau rồi, thấy chưa mọi người? Cái này á, lặt. Vô mình lặt cây xong rồi mình trộn với rau kia vô lại nữa, ngon hơn. Có hái ngà tàu không? Có vẻ mắm nó gì em ta? Đây mọi người, mới vừa hái vô. Cái hẹ này tươi má, cái rau ấy nó già má. Rau gấp cá này nó bị già, hôm nay mình không ăn già. Ăn mất là cắt bỏ uổng lắm mọi người. Này dưới đây rau thơm. Giờ Mặn sẽ lặt ra nha. Lặt ra rồi rửa. Lấy cái rổ, con lấy cái rổ kia giùm Sáu ơi. À, Đạt ơi. Lặt rau con. Con biết lặt không? Ngồi xuống lặt rau nè. Con biết lặt rau không? Ngồi xuống lặt rau. Sáu đang quay nè, đang quay ông bà cô chú xem nè, lặt ngầu lặt rau. Hai, ngầu sơ qua đây. À, ngầu sơ qua đây. Ngầu tránh cái lưng con, ngầu bên đây. Rồi, Đạt ngồi xuống đây, ok. Sớm lặt rau nha. Dạ. Con mà thua ông Đạt rồi ông Phát chứ. Phát thua Đạt đúng không? Dạ, con biết rồi, bà nói gì. Bà dưới bô đình á. Dưới nền nhà con. Mình đi quá đi cho nên rau nó già hết, giờ bỏ hết. Số mai mà khóa một mấy rò luôn á. Ổn chưa? Ờ, thì khóa cho giờ dài ăn được đó chị. Lũ con qua rồi mà làm dạ. Lại khác.
là lại khác ăn cho có được con mới làm, mà làm cuối cùng bỏ hết. Dạ. Ăn đâu có nhiều, đi quá đi mà lấy ăn. Giờ để ăn là nó già hết rồi, bỏ cho ăn gì nấu nữa. Nó già quá già. Ở bên này thì rau bỏ lên bỏ xuống. Xuống. Ở bên đó không có rồi ăn. Đúng là ngược đời thiệt đó chứ. Mà con mà nếu mà nhà con mà có vườn, có nhà có vườn đồ ngon lành á thì trồng rau đây cũng dở lắm á. Tại vì mẹ chồng con cũng hàng năm á, hè là bà trồng. Có chút xíu đất bà trồng ăn cũng thoải mái lắm, nhưng mà con á thì không có. Mà mỗi lần chạy lên bà già lấy rau thì nó xa quá. Con như mà năm mốt con có ô đồ mua xuống xếp giờ con bỏ giờ cũng được. Hoài xuống xếp lần từng dài rò thôi chứ nhiều ăn gì như hai vợ chồng hai nhỏ đâu có ăn mấy đâu mà. Giờ ông xã mặn với cháu mặn đang nhấm than miếng thịt, còn mặn thì rửa rau, kêu ông lặt rau á, ông cũng lặt ngon lắm chứ ông phát chứ ông không biết là lặt. Đây mọi người ơi, rau vườn xanh sạch, để ông nhìn thấy rau là thèm luôn á. Ở trong này có nhiều loại lắm, rau thơm, rau răm, rau gấp cá, mà thiếu rau ngò, ngò nhà mình hết rồi hả má? Dạ, mình đủ hết. Ôi, mẹ thương con ngủ xong ngoan, mẹ đi làm, mẹ thương con, ăn uống cho con, học hành. Con ngủ ngon cho mẹ thương. Rồi hết. Rồi. Hát vậy nè chị, hát chút vậy nè. Đu mặt mày gì mà lần nghệ không dài chót. Măng ơi là măng. Măng ơi măng. Mẹ em gì măng đâu tìm con mẹ măng ơi. Em yêu con. Đây. Every broke up and I'm inside my body is inside. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình mình tình đang đang tình đang tình mình tình đang đang đang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình mình tình đang đang tình đang tình mình tình đang 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 tình. Con đứng dậy, má đờ người, con đứng dậy cho má xem coi con mặc đồ gì vậy. Con đứng dậy, má đờ người luôn á, con đứng dậy đi. Trời ơi, wow. Đâu? Wow. Coi nè. Thầy Khuất, em gặp anh. Con đứng dậy cho má nói nè, cầm cái đây lên cái vậy, sao rớt vậy. Hello. Nằm bận chụm nhung kia. Say phó đang gặp anh. Là em biết em xin. Đây, rồi con đứng lên. Ông bà, cô chú xem nè, con gái mặn nhìn từ dưới lên trên nha. Đứng im. Đứng im cho má mẹ quay nào. Coi con gái mặn từ ở bên Đức mà về táo Việt Nam mà ăn mặc kiểu đó. Đố mọi người biết tại vì sao không? Con cho ông bà cô chú biết tại vì sao con ăn mặc vậy. Như tại... Như tại mũi chích. Mũi chích. Tại vì á, mọi người biết sao không? Mũi á, nó chích nát hai cái chân của con gái mặn hết. Cho nên bây giờ bà chị thứ bố mặn bày mà lấy cái quần của mặn mặc cột như vậy đó. Là mũi rỡ cho nó khỏi chung vô. Đồ đấy. Thôi lỡ. Hello. Con đang khò lửa. Dạ, đang khò lửa cho lửa to để con nướng tôm ăn. À. Đi ra khỏi ăn bát ăn luôn. Thịt nó nướng than nó vàng nó ngon không? Bên này còn không? Mệt chưa? Mệt thở ra hơi chưa? Nhìn thấy là thịt đã nghe. Dạ công cho đạt là một món thịt xương ngon. Mê ly. Không. Đây mọi người. Cái này là mặn từ bên Đức mang về nè. Cái này để làm salad ăn với thịt. Hay là mình là làm salad mình ăn với cơm cũng được, không có vấn đề gì hết á. Còn cái này là nước sốt để mình ăn với thịt cốc lết hay là khoai tây hay là ăn với cơm đều được hết nha. Cái này hai đứa con gái mặn ra thích ăn. Cho nên mặn mua ít mọi thứ ít mang về. Thì hôm nay có dịp thì mặn sẽ lấy làm cho bà má biết, cho bà má bà chưa ăn bà chưa biết. Bây giờ một rổ một thau rau như thế này nha má. Đây
Hột thâu rau như thế này nè, má chuẩn bị cho con một cái tô. Thì thâu rau đã độ khoảng 3 bì. Những ai ở bên đất mua loại này ăn nha, ở Leader có bán. Anh đi cũng có bán hả anh? Leader anh đi đều có bán hết. À, bằng bột với mẹ. Này bằng, nó làm bằng bột, bột như thế này nè mọi người. Đó. Cái này là làm salad đó má, chứ không phải là gia vị nướng hè má lọc má xé má bỏ vô. Cái này dừa bên này nó nóng sao nó keo keo kêu nó dính dính. Đó, xong mới làm hay dữ à. Nó làm một cái nó rè hết, rồi ba gói đủ rồi. Má lấy khoảng một muỗng. Một muỗng này thôi. Không có muỗng đường. Đó, rồi, nếu đường muốn ăn ngọt ngọt là thêm chút. Đây là đường. Đưa một mắm. Rồi mắm nè. Ít mắm mà mình đổ độ vậy đó, muốn ăn mặn mặn thì mình lấy mặn mặn thêm một chút, còn không thôi. Đổ ra, đổ ra, đổ. Rồi thôi. Rồi, hai muỗng nước nha, con cho nước. Một muỗng nè. Hai muỗng nó có nhiều một chút cũng không sao má. Nếu mà má thấy lạc má bỏ thêm bì nữa. Đây mình quậy lên cho nó tan ra. Quậy ra nó tan ra hết rồi mình mới đổ vô rau rồi mình ăn mình nêm nếm thử. Nếu nó lạc thì mình làm thêm bì nữa. Rồi mọi người, bây giờ nó đã ra rồi nè, ra thành nước rồi nè. Bắt đầu mình đổ vô đây. Đạt tới lấy giùm gì cái đâu đũa con. Đạt phát dùng đồ kêu đứa nào một đứa thôi con. Rồi trộn cái này lên. Em nghĩ chắc phải bỏ thêm nè, cái này hơi ít á. Nó chơi sâu mà con. Đó, má trộn lên là má ăn nha, trộn lên phải ăn thử. Ăn thử mặn. Sao thấy sao? Dừa con. Dừa nè. Ừ. Chứ không phải mặn hả? Không. Sao cái miệng con thấy mặn mặn vậy? Không, dừa ngon. Thêm chút không? Cũng muốn thêm cái dừa. Bỏ vô, bỏ vô. Ý là đường nhưng mà sợ nó em ăn em thấy nó hơi mặn mặn hay là má ăn hơi mặn biết không? Đây mọi người ơi, thành quả nãy giờ Mận cũng như là má và ông xã cũng như chị Mận phụ làm ngườn tay nè. À, mời tất cả mọi người nha. Đây là thịt nướng với lại sườn nướng nha, ăn kèm với bún và rau salad hồi nãy Mận làm á. Với tôm, chén nước chấm nè, đặc biệt luôn của chị bố Mận làm. Trong đó có hành, tỏi, chanh, ớt, nước mắm, đường. Cái này cũng vậy, đây thịt bụng nướng nè. Còn cái này là salad mà không có trộn cái gói mà Mặn mang về, gói chua. Ăn mắm nêm, mắm nước đầy đủ. Thôi mời mọi người nha. Rồi mẹ, mẹ, đợi con. Cho con nhận trộn. Mới cho, con có hai con. Hai con, hai con. Ở nhà mình kỳ lắm. Mẹ bảo không cho mình gì mà cho ớt thôi. Chị kéo kéo xuống chị. À, ớt lên mà. Mình lấy cái kéo cắt ra. Nó chai ngon. Vô cả nhà, vô. Trong mình ăn uống à. Con mà kéo mình mà kéo đi làm nào vô ổng. Cái này chắc cứng lắm nè hả mà. Mà căng thì bụng này, đưa nó qua. Cái thịt nó cháy mà nó thơm thơm á. Dạ. Rất là lâu á. Ừ. Nó thịt nướng mà. Nướng nửa thang nó ngon. Nhưng còn ăn là còn phải uống nước nữa hơn. Không, nó khô, nó khổ chịu không được. Nghe. Nghe khổ. Mày uống không? Học chịu không? Dạ. Má còn nữa. Ủa, làm đó là trong gia đình hay là mời hàng xóm hả má? Sống mời hàng xóm chứ. Không, trong gia đình không. Không biết là mình dòng họ đâu hả? Dòng họ. Thì mấy bạn bé đây. Hôm 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 10 giờ, 10 rưỡi gì đó. Ở sau lưng nhà mình á, ở thẳng sau á, trò nghe karaoke hát quét rồi hát không?
Mười rưỡi mười kiếm đằng sau lưng nhàng tùng rồi gì á. Bên nhà mình không biết mẹ. Bên giải bên kia nữa kìa. Bên Hòa Sơn á. Đâu mà dữ vậy? Hòa Sơn gì mà âm vơi tốt bên này. Ờ, vậy á. Con nghe hướng đâu về nhàng tùng à? Nhàng tùng đâu có. Có là mình nghe là nhàng tùng nó đứa ngay chỗ đây. Mà sao nghe sâu nữa? Sau nhàng tùng rồi kia. Còn mà về không là nhàng hái. Con nghe nhà cái âm gì mà có đứa con làm móng tay móng chân á. Dạ. À, sau lưng đó. Hướng sau đó đó. Bỏ cái làn nữa. Người lớn á, trẻ em đừng. Trẻ em nhèo nhèo vô, cho trẻ em ăn hết đi. Xong người lớn nào xoay quằn cái bếp á. Nướng tới đâu ăn tới đó mà ai nấy gấp. Nó ngon hơn. Dạ, dạ. Để bên hông, vào bên hông. À. Cho quằn được tại nướng nóng nắm mà nó khói. Ừ. Làm miếng nào ăn nó ngon. À, ngon hơn. À, bữa bên đó cũng nói cho chờ Trăng lên nướng bữa sáng Trăng ăn rồi Trăng què lúc đó ông nhanh đi Đà Lạt á đi làm á nhà em đâu có làm đâu chờ Trăng nướng ngồi 7-8 giờ đó nướng giờ rút cuộc lại là má thấy ăn cái đồ salad con mua giờ ngon má ngon giờ ăn thì giờ làm hả. Ừ, chồng dưới sạch lá chấm còn quyền đâu ai ăn rồi mấy nhận này chồng nó làm này dở làm à đây mình biết em làm được cái gì nhưng mà ở bên này nó không có bán sao á không cũng đúng vậy còn mấy nhận cái gì đó cũng đó chồng còn chồng mấy cũng nhìn rồi nó đem nướng cái gì anh bắp mè lô thôi mọi người ơi. Bữa ăn trưa, ở đây ăn trưa hay ăn sớm vậy? Trưa. Trưa mà giờ 1 giờ rưỡi rồi. Nói chung bữa ăn của gia đình mặn má thì vẫn còn ăn rai rai. Má cứ ăn tự nhiên đi. Mấy còn mặn, mặn thì cũng mà đã ăn xong rồi mọi người. Nhưng mà ngồi chơi nói chuyện thì cái clip cũng đã khá là dài rồi. Thì thôi mặn cũng xin dừng tại đây nha. Thì gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Bye bye. Bye.